À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một chiếc đầu Blu-ray tích hợp ổ cứng của hãng Sony. Chiếc này có tên mã là BDZ-E500. Sau đây em xin gọi ngắn là Sony E500. Em tiếp tục về một lô đầu hỗn hợp bao gồm Blu-ray và DVD tích hợp ổ cứng. Và trong lô có duy nhất chiếc này là Blu-ray ổ cứng. Rất may mắn là khi cắm điện vào là nó chạy ngay và luôn, không hề xảy ra bất cứ cái lỗi gì cả. Trước khi đi soi ruột gan và xem xét những cái thành phần linh kiện có liên quan, em xin mời các bác chúng ta ngó qua về thông số. Sony BDZ-E500. Model này được sản xuất vào năm 2012, là đầu Blu-ray tích hợp. Chiếc này vẫn rất có giá, hiện tại ở trên trang Amazon của Nhật Bản vẫn chào giá những chiếc cũ với cái giá thấp nhất là 19.800 yên. Nó tương đương vào khoảng 4,4 triệu Việt Nam đồng tỷ giá hiện tại. Giá này thì nó chưa bao gồm cái phí ship về Việt Nam đâu các bác ạ. À, dòng này thì nó cũng giống như những con đầu Blu-ray khác, nó cho phép ghi đĩa Blu-ray hoặc ghi đĩa DVD từ ổ cứng HDD và ngược lại, đồng thời cho phép ghi vào ổ cứng HDD từ những cái đường từ đường line in bên ngoài. Chiếc này được tích hợp một cái ổ cứng HDD của hãng VWD với dung lượng là 500 GB. Đồng thời nó có đến hai cổng USB để tăng cái dung lượng lưu trữ. Chúng ta muốn cái USB của chúng ta để cái đầu này nó nhận được thì bắt buộc phải để cái đầu nó format định dạng. Rồi sau đó là chúng ta tiến hành ghi vào cái USB cắm ngoài bằng những cái đường line in bên ngoài. Chứ chúng ta không thể chép nhạc, chép phim vào cái USB đó rồi cắm vào cái đầu đĩa này. Chép kiểu đó nó không nhận đâu ạ. Bản thân nó tự nó chép thì nó mới đọc. Chiếc này có cổng xuất HDMI out, đạt độ phân giải Full HD 1080p, hỗ trợ hình ảnh 3D, có cổng xuất quang optical out. Và tất nhiên chip DA bên phần audio phải là chip 24 bit ở 192 kHz. Về kích thước nó rộng 43 cm với chiều cao 4,6 cm, siêu mỏng và sâu 23,9 cm, nặng 2,6 kg. Công suất tiêu thụ nguồn là 24W, điện áp sử dụng 100V, made in Malaysia. Sony thì con nào cũng vậy, xuất âm rất hay và đẳng cấp. Và đây là một con đời cao, có cái ổ đĩa Blu-ray rất tốt. Ảnh thì đẹp miễn bàn, giao diện của Sony khá là dễ sử dụng. Ở những bác hiện tại mà đang dùng những con DVD hoặc là Blu-ray ổ cứng của Sony, khi nhìn thấy cái model này ngay lập tức có sự cảm mến. Đơn giản thôi, bởi vì đã sử dụng qua rồi, đã quen với cái giao diện của Sony rồi thì sẽ không muốn dùng những con khác nữa. Chiếc này nó có một cái thiết kế siêu mỏng, với cái mặt trước là có một cái cốp lật, một cái cốp toàn phần, và nó có một cái thiết kế không giống ai. Thường thường thì những cái đầu của hãng khác nó sẽ có cái thiết kế vát từ trên xuống, nhưng chiếc này là vát ngược, nó vát từ dưới lên. Cái cốp này được làm bằng kính mica, và khi lật cái cốp này ra chúng ta thấy cái khe cắm thẻ mica để xem truyền hình vệ tinh trả phí. Và đây là cổng cắm USB. Và
nó vẫn tích hợp cái nút chìm reset. Nút này rất quan trọng. Ví dụ như cái đầu nó xảy ra lỗi thì chúng ta sẽ cắm cái tăm vào đó, trên màn hình nó hiện chữ reset thì buông cái tăm ra. Như vậy là cái đầu nó sẽ tiến hành tự động chạy cái quá trình sửa lỗi. Đây là cái nút phím tắt để sử dụng bên phần USB. Góc bên tay phải là nút eject ra đĩa. Góc bên tay trái là nút power mở nguồn. Về nhan sắc, chiếc này có khá nhiều vết chảy xước, nhất là ở cái dải bên trên, một cái vết chảy khá là rõ. Tóm lại, nhan sắc này là có chảy xước. Những người quá khó tính thì nhìn nhận vào cái nhan sắc này và thấy khó chấp nhận. Còn những cái người mà từ xưa nay chơi đồ ấy, để ý đến ruột thì vẫn hết sức quan tâm. Ở đây nó khoe luôn độ phân giải video là Full HD 1920x1080, hỗ trợ hình ảnh 3D, ổ cứng 500GB, tên model BDZ-E500, gạch chéo B, B tức là black, màu đen nè. Cho phép sử dụng ổ cứng HDD gắn ngoài, ghi rất rõ. Ở đây là cái nắp lưng, cũng có móp nhẹ, em cũng đã cố gắng nắn lại rồi. Ở trên cái nắp lưng này, nó có khoe ra là HDMI, chạy được đĩa BDXL, tức là cái dòng đĩa có thời lượng dài, và đĩa hỗ trợ hình ảnh 3D. Tất nhiên là đọc được đĩa DVD, chuẩn âm thanh DTS HD Master Audio và chuẩn âm thanh Dolby True HD. Đó là những thứ chuẩn âm thanh mà khi chúng ta sử dụng bằng ngõ HDMI. Rồi chúng ta sẽ đi soi ruột gan của chiếc này. Một cái đầu đời tương đối cao, siêu mỏng. Góc bên tay trái chính là cái ổ Blu-ray. Đây là dòng ổ đời cao, nó hoàn toàn không kén đĩa, chạy tốt từ đĩa CD, đĩa DVD và đĩa Blu-ray. Không những đọc tốt, nó còn có khả năng ghi đĩa Blu-ray và ghi đĩa DVD nữa. Góc bên phải chính là cái ổ cứng của hãng VWD với dung lượng ổ là 500GB. Chất lượng bền vỉ là không chê được, nó còn đẹp. Góc ngoài cùng bên phải chính là bộ nguồn. Chúng ta thấy cái quạt tản nhiệt nằm ngay phía sau. Vì máy được thiết kế siêu mỏng, đến con tụ lọc nguồn cũng phải đặt nằm chứ không cắm đứng được nữa. Đây là cuộn lọc nhiễu ký sinh đầu vào, đây là biến áp xung. Nói chung đây là một cái bộ nguồn khá là mẫu mực, chúng ta không cần phải bàn luận nhiều lắm đến cái bộ nguồn đó. Mên vỉ còn đẹp, sạch sẽ. Chúng ta sẽ soi về phía sau một chút. Chiếc này nó đã lược bỏ đi cái đực cổng xuất bông sen các bác ạ. À, ở đây là đường lay in đầu vào, phục vụ cho cái vấn đề ghi vào ổ cứng. Chúng ta thấy có một ngõ hình và hai ngõ tiếng đưa vào, phục vụ cho quá trình ghi. Ngay phía sau nó cũng có một cái cổng USB để kết nối với ổ cứng gắn ngoài. Và đây là thông tin Sony Blu-ray Disc DVD Recorder, tên model BDZ-E500B. Công suất tiêu thụ nguồn là 24W, điện áp sử dụng 100V. Sản xuất năm 2012. Số series có cái đuôi là 1820. Made in Malaysia. Ở đây là 4 cái cọc để thu truyền hình vệ tinh. Và đây là cổng xuất quang. Ngay bên cạnh là đường mạng LAN Internet. Và đây chính là cổng xuất HDMI, đạt độ phân giải Full HD, hỗ trợ hình ảnh 3D. Đây là phía sau cái quạt tản nhiệt. Và chiếc này nó sử dụng dây nguồn rời. Tất nhiên khi bán ra là em
chắc chắn là sẽ phải có remote kèm theo. Đối với những cái model này mà không có remote thì chịu cứng không thể nào sử dụng được các tính năng đâu ạ. Rất may mắn là đợt này là em có một cái remote rất tử tế của Trung Quốc, một cái remote chuyên để học lệnh nhưng mà nó hoành tráng và nhìn nó xịn sò hơn những cái remote mà trước đây em vẫn từng cho ghép với những cái đầu Blu-ray. Thực sự là khi chúng ta chơi những cái con kiểu như thế này thì chúng ta cần gì ở nó? Thứ nhất là chúng ta cần cái sự ổn định. Đây là cái điều kiện rất quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta cần đến cái sự đa dạng. Đa dạng là gì? Có nghĩa là chúng ta cần một cái đầu vừa chạy được đĩa Blu-ray, vừa chạy được đĩa DVD, vừa chạy được đĩa CD. Đồng thời khi muốn vọc vạch thì chúng ta có thể mua một cái đĩa Blu-ray hoặc là mua một cái đĩa phôi DVD cho vào đây để mà học hỏi, mày mò cái cách ghi đĩa. Và đồng thời chúng ta cũng muốn một con đầu Blu-ray tích hợp ổ cứng kiểu như thế này phải có được một cái chất lượng âm thanh đạt chuẩn. Vâng, tất cả đang nằm ở trước mặt các bác đây. Còn cũng cần phải nói thêm như thế này, với tất cả những ông ưa cầu toàn thì nên tránh xa cái dòng này ra. Em đã nói đến rất nhiều lần rồi, dòng đầu DVD hoặc Blu-ray tích hợp ổ cứng của Nhật nó có một cái nhược điểm duy nhất và là một cái nhược điểm cố hữu gây khó khăn cho anh em dân chơi, đó chính là cái ổ cứng này các bác ạ. Nhất là những cái con đời cao kiểu như con Sony E500 này, dữ liệu boot, dữ liệu hệ điều hành nằm trong ổ cứng. Chỉ cần cái ổ cứng này nó có mệnh hệ gì là cái đầu đắp chiếu. Trong khi hãng này cũng như những cái hãng khác của Nhật Bản hoàn toàn không cho chúng ta biết cái mã định dạng của cái ổ cứng này và những cái mã nguồn mở, những cái file gốc của những cái đầu kiểu như thế này, để cho anh em chúng ta còn biết mà download về để mà xử lý trong cái trường hợp ổ cứng nó đai. Đó là cái nhược điểm đầu tiên. Và cái nhược điểm này nếu như những ông nào mà ưa cầu toàn ấy sẽ không dám chơi. Chỉ có những ông yêu khoa học và chấp nhận rủi ro thì mới dám chơi cái dòng này mà thôi. Khi em bán dòng này bao giờ em cũng hỏi khách rất kỹ. Câu đầu tiên em hỏi là: thế anh đã dùng cái loại đầu này bao giờ chưa? Đó là câu đầu tiên. Câu thứ hai là: liệu anh có sử dụng nổi hay không? Câu thứ ba là em nói thẳng ngay, nếu như cái đầu nó xảy ra lỗi, ổ cứng nó xảy ra lỗi, em không chịu trách nhiệm đâu, anh có dám mua không? Với ba cái điều kiện đó, nếu khách hàng hoàn toàn đồng ý thì em mới tiến hành giao dịch các bác ạ. Xưa nay em bán hàng trung thực và khách quan. Đã có rất nhiều khách hàng em từ chối không bán, bởi vì em thấy người ta đang lựa chọn lầm đồ. Với những shop khác mà thấy có khách người ta hỏi thăm như vậy thì họ sẽ xoắn đến 100%. Họ sẽ tìm cách bán bằng được bất chấp cái việc khách có dùng được hay là không. Nhưng với em thì khác. Em sẽ chỉ bán khi khách hàng cảm thấy, và em cảm thấy cái món đồ đó phù hợp với khách thì em bán. Còn không phù hợp em sẽ từ chối không bán. Vâng, trong đêm nay em sẽ có video test đàng hoàng, mong các bác chú ý theo dõi. À vâng, bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào những bản test trên chiếc Sony E500. Em đã rút điện cái đầu này ra rồi và bây giờ em sẽ đi cắm lại để các bác dễ tưởng tượng cái quá trình chuẩn bị cho khởi động đến lúc khởi động lên nó hết chừng bao nhiêu phút. Có hai hãng, đó là Sony và Sharp.
khi sản xuất ra những cái đầu Blu-ray là có cái thời gian khởi động là lâu nhất. Nhưng mà khi đã khởi động lên thì hai cái hãng này lại là những cái hãng cho khả năng loát đĩa và về chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh lại là tốt nhất. Khi sử dụng những cái dòng này, cái điều đầu tiên mà người dùng cần phải có ngoài cái yếu tố tiền bạc thì điều đầu tiên cần phải có đó là sự kiên nhẫn. Nếu như không đủ độ kiên nhẫn sẽ không bao giờ sử dụng nổi những cái dòng kiểu như thế này đâu. Vâng, khi mới có điện vào thì nó sẽ có dòng chữ Please Rewind nháy ở trên màn hình. Nó báo cho chúng ta biết là phải chờ. Nó bảo xin chờ rất tử tế. Và ở trên màn hình hiển thị ngay lập tức đã hiển thị ngay cái biểu tượng Sony Blu-ray. Trong cái khoảng thời gian chờ nó khởi động mà chưa, đây gọi là thời gian chuẩn bị cho khởi động, thì xin mời các bác chúng ta vòng ra phía sau để xem qua một chút về các kết nối. Các bác ở miền Nam thân mến, ngày hôm nay ngoài Bắc tương đối là lạnh. Hiện tại nhiệt độ trong nhà em là 12 độ. Một cái thứ nhiệt độ không tưởng đối với dân Sài Gòn. Nhưng dân miền Bắc bọn em thì với tầng nhiệt độ này thì cũng chưa là gì cả. Đơn giản là bởi vì bọn em quen rồi. Các bác có thể thấy là em đang cắm cái điện thoại vào đây. Em cắm có hai giắc thôi. Để một lát nữa anh em chúng ta sẽ ghi thử một đoạn vào ổ cứng. Nếu như các bác muốn ghi cả hình thì cắm thêm cả cái giắc hình này nữa. Và em đang lấy cái đường xuất quang optical out đưa xuống cái âm ly nằm ngay phía dưới. Và đường xuất HDMI thì em đưa tới cái màn hình kiểm tra nằm ngay phía sau. Trình tự đấu nối vô cùng đơn giản, chẳng có gì cả. Giờ chúng ta vòng ra phía trước để coi nó đã chuẩn bị cho khởi động xong chưa. Chừng nào cái đèn đỏ ở góc này nó sáng lên là nó báo cho chúng ta biết cái quá trình chuẩn bị cho khởi động đã xong. Và bây giờ thì chúng ta có thể ấn nút power được rồi. Ngày hôm nay cái đầu đĩa này được ghép cùng với một cái remote học của Trung Cộng rất đẳng cấp, to vật vã và trông rất giống đồ của Nhật. Nhưng qua em đã từng có một cái tút vui vui ở trên cái mục cộng đồng của YouTube. Em có nói rằng là đồ của Trung Quốc càng ngày càng giống của Nhật, còn đồ của Nhật càng ngày càng giống đồ của Trung Quốc. Vâng, nó đã khởi động lên xong xuôi. Bây giờ trên mặt của đầu đĩa hiện chữ like, tức là đang thông ngõ vào đường like in. Trên cái remote này, cái nút có cái chữ TV radio màu vàng này chính là cái nút chuyển đổi ngõ vào. Khi chúng ta ấn vào nút này, ví dụ nó hiện chữ 011CH, có nghĩa là đang chuyển về cái trạng thái sử dụng bên phần thu sóng truyền hình. Chúng ta cứ ấn tiếp sang chữ BS103, đó vẫn là thu truyền hình. Ấn tiếp CS218, cứ ấn đi ạ. Chừng nào nó ra chữ like, như vậy là đã thông cái đường tín hiệu bông sen phía sau. Chúng ta bắt đầu quá trình test đĩa. Trên cái remote này nó làm được rất nhiều việc. Nói tóm lại nó chỉ thua cái remote zin ở cái khoản là nó không phải là remote do Nhật Bản sản xuất và cũng có một vài nút đặc biệt ở trên remote zin là nó không có. Còn tất cả những cái nút cơ bản đều xuất hiện ở đây. Ở đoạn đầu video em có nói đây là một cái dòng đầu Blu-ray đời cao và hoàn toàn không kén đĩa.
Em sẽ cho vào đây một cái đĩa CD. Đây là đĩa CD chép phôi phono đen. Cái đĩa này sẽ đại diện cho tất cả những cái đĩa CD còn lại. Sẽ có bác hỏi là cái con đầu này có đọc được đĩa HDCD không? Em trả lời là được. Dòng này mà không đọc được đĩa HDCD thì còn dòng nào đọc nổi ạ? Thường thì những con đầu Blu-ray chỉ trừ đĩa sứ thôi, còn tất cả đọc tốt. Nó đã tìm được bài. Nó báo tổng cộng có 11 bài và thời lượng đĩa là 68 phút 11 giây. Chúng ta có thể ấn play được ngay rồi. Em nick bài. Nick tiếp. Nói với các bác một câu như thế này. Ở trong cái phân khúc đầu DVD hoặc là Blu-ray tích hợp ổ cứng thì hãng Sony là hãng đầu bảng trong cái vấn đề xử lý âm thanh. Một khi đã sử dụng những con đầu như con này, Sony này để nghe những cái đĩa CD thì chắc chắn là các bác sẽ không bao giờ muốn dùng bất cứ con đầu DVD hoặc Blu-ray nào tích hợp ổ cứng nào của những hãng khác nữa. Đơn giản bởi vì không có cái hãng nào có được cái chất lượng âm thanh ngang bằng được với Sony. Đây là em nói trong cái lĩnh vực đầu DVD hoặc đầu Blu-ray tích hợp ổ cứng. Còn sang cái phân khúc đầu CD thuần thì đấy lại là chuyện khác. Chúng ta tiếp tục cho vào đây một cái đĩa DVD. Dòng đĩa chép lậu của Trung Quốc. Cái đĩa này có định dạng là DVD chữ R. Nó sẽ đại diện cho tất cả những cái đĩa DVD hiện tại hiện có trên thị trường. Vì là đĩa lậu, do vậy thời gian loát đĩa là tương đối lâu. Vâng, đã tìm thấy đĩa.
Đêm hôm qua em đã test vô cùng kỹ lưỡng rồi. Hôm nay em chỉ làm demo thôi vậy thôi. Giờ chúng ta test đến thể loại đĩa cuối cùng, đó là đĩa Blu-ray. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa những cái đầu DVD tích hợp ổ cứng và những cái đầu Blu-ray tích hợp ổ cứng. Đó là những con đầu Blu-ray đọc được thể loại đĩa này, còn đầu DVD thì chịu, không bao giờ đọc nổi. Cái đĩa Blu-ray này là cái đĩa do chính tay em chép. Em chép thử một đoạn bằng cái đầu khác chứ không phải cái đầu này. Vì là đĩa chép thì nó sẽ không auto play được và chúng ta sẽ tìm thấy nó. Vâng, tìm thấy đĩa rồi đây ạ. Nó hiện chữ BDRE, tức là nó báo cho chúng ta biết cái đĩa này là đĩa Blu-ray RE, dòng đĩa cho phép ghi và xóa nhiều lần. Trên cái giao diện menu, chúng ta sẽ sử dụng cái hàng phím 4 chiều này lên xuống trái phải để tìm file. Chúng ta ấn nút lên sẽ thấy ngay một cái đĩa và nó báo ngay ở đây là chữ BDRE với cái định dạng BDAV. Để xem thì đơn giản, chúng ta ấn nút OK. Ấn OK 2 lần. それではトナカイサンタさん、当日お待ちしてます。河合君、今のフルネーム本当に合ってる？かわいい名前だよね。ご予約の人数は確認した？忘れちゃった。貸して。幼いカンタ様、3名様ですね。お手数おかけして申し訳ございませんでした。ご来店お待ち申し上げております。ありがとう、伊賀君。Người ta thường có câu nói như thế này: nét như Sony. Vâng, điều này thì không cần phải bàn cãi. Chất lượng hình ảnh của Sony luôn để lại cho người dùng Việt Nam những cái ấn tượng hết sức là tốt đẹp. Giờ chúng ta sẽ test đến cái phần tiếp theo. Em đã bỏ hết đĩa ra khỏi khay, nó báo no disc, không có đĩa. Cái giao diện của cái chiếc Sony này nó cũng gần như giống hệt những cái chiếc Sony mà em đã từng cho lên trong thời gian gần đây. Do vậy ở trên video này em sẽ không nói nhiều nữa. Chúng ta đi đến những cái phần test chính, em sẽ không diễn giải nhiều. Còn bác nào thực sự muốn quan tâm thì cứ vào kênh của em tìm về tất cả những cái con Sony, trong đó có Blu-ray, có cả DVD. Nhìn qua cái giao diện là chúng ta thấy là nó gần như giống hệt nhau. Các hãng thường bao giờ cũng có cái giao diện theo kiểu gọi là tiếp nối, người ta chỉ có chỉnh sửa nho nhỏ thôi, còn về phần giao diện chính là nó vẫn giống như những cái con tiền nhiệm. Ở trên cái mục phim ảnh này, các bác thấy có một cái file, đây chính là cái file mà đêm hôm qua em đã ghi thử vào ổ cứng. Bây giờ em sẽ ấn OK để phát lại một đoạn. Khỏi cái bảng menu mặc định này, chúng ta ấn vào nút exit ở đây.
trên remote. Khi ấn vào nút exit, màn hình nó sẽ chuyển sang tông màu trắng. Và trên mặt hiển thị nó báo chữ like. Đây là cái trạng thái sẵn sàng ghi những cái file vào trong ổ cứng. Ở trên cái remote này, bác nào đang chuẩn bị mua hết sức chú ý. Nút Rec chính là nút ghi. Nút OSD nằm cạnh nút Rec chính là nút Stop dừng ghi. Và cái nút nằm ngay bên dưới nút Rec chính là nút False bên phần ghi. Có nghĩa là khi chúng ta đang ghi và chúng ta muốn tạm dừng thì ấn vào nút này. Và cái nút EPG3D này chính là cái nút lựa chọn chất lượng của bản ghi. Con này cũng giống hệt những con Sony khác thôi, do vậy em sẽ không nói nhiều. Chúng ta sẽ tiến hành ghi thử một đoạn vào ổ cứng. Nguồn phát thì là cái điện thoại đang đặt bên trên cái đầu đĩa đây. Ngày hôm nay em sẽ sử dụng một cái bản nhạc khác, chỉ cái bản của bản Mưa Trên Phố Huế, mở mãi nghe nó cũng nhàm rồi. Để ghi rất đơn giản, chúng ta ấn nút Rec ngay bây giờ là sẽ ghi. Chừng nào không muốn ghi thì ấn nút bên phải của nút Rec, nó sẽ hiện trên màn hình cái dòng chữ là ông có thực sự muốn dừng hay không. Chúng ta lúc đó sẽ di chuyển bằng cái phím sang trái này sang chữ đồng ý và ấn OK là quá trình ghi nó sẽ dừng lại. Còn mặc định ở cái đầu đĩa này nó sẽ cho phép ghi liên tục trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Bác nào mua về hoàn toàn có thể thay đổi bằng cài đặt ở trên đầu đĩa. Nói tóm lại, đây là một cái món không dành cho những bác tay mơ. Em nói đến rất rất nhiều lần rồi, muốn chơi được cái của nợ này, các bác phải thông thạo ứng dụng Google Dịch. Bật ứng dụng lên để ở chế độ dịch trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Bám sát vào bản dịch để cài đặt cái đầu cho nó hợp lý. Có rất nhiều những cái tham số, có rất nhiều những cái cài đặt mà không phải trong vòng vài ba ngày mà các bác có thể nắm hết được. Các bác nên nhớ rằng đối với những cái dòng đầu DVD hoặc Blu-ray tích hợp ổ cứng như con này, quyển hướng dẫn sử dụng của nó không bao giờ dưới 200 trang. Không bao giờ dưới 200 trang, do vậy em không thể nào mà nói trong vòng vài chục phút mà hết được toàn bộ những cái thứ liên quan đến phần cài đặt trên cái đầu đĩa này. Người mua phải tự nghiền ngẫm, tự nghiên cứu. Những thứ gì cảm giác như chưa nắm bắt được thì đừng có nick vào, đừng có ấn chọn, đừng có ấn thay đổi. Rồi bắt đầu là bét tè lè nhè ra, xong bắt đầu rút điện thoại ra gọi cho em rồi bảo từ ấy từ tự dưng nó như thế, tự nhiên nó như thế, anh không làm gì cả. Em đã nói rồi, trên đời này có nhân rồi mới có quả. Chẳng có cái gì trên đời này là tự nhiên cả đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi thử một đoạn vào ổ cứng. Em sẽ để volume ở một mức 36 đi, bởi vì cái bài hát này tiếng tương đối to. Chúng ta sẽ tiến hành ghi. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chẳng người ấy tình đầu anh giờ đang ở nơi nào. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang mà giờ đây anh đang trốn nào. Chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu. Khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim. Giờ tim đau, môi hôn đã xa. Chào hôm nào
loạn thác như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Bao giờ quên hết đi mất môi nồng say tháng ngày. Vâng, em đã ấn nút dừng ghi rồi. Chúng ta ghi thử một đoạn demo vào ổ cứng vậy thôi. Bây giờ để cho khách quan, em sẽ vòng ra phía đằng sau, rút cái điện thoại này ra. Không có nhiều ông lại bảo là chắc gì nó đã ghi được, nhạc vẫn phát từ cái điện thoại qua. Như vậy là không có cái gì vướng mắc vào cái đầu đĩa của chúng ta nữa, ngoài hai cái cổng xuất. Cổng xuất quang đưa xuống cái âm ly và cổng xuất HDMI đưa tới cái màn hình kiểm tra nằm ngay phía sau. Chúng ta sẽ đi kiểm tra cái file vừa mới ghi vào ổ cứng. Công việc vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ việc ấn vào nút menu ở trên remote. Nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái phím lên xuống để tìm file. Đó, các bác thấy chưa? Cái file có cái nền đen thui chính là cái file mà chúng ta vừa mới ghi. Bởi vì nó không có hình ảnh thì chắc chắn nó sẽ đen thui. Để nghe lại, chúng ta ấn OK là nghe thôi ạ. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chàng người ấy tình đầu. Anh giờ đang ở nơi nào? Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào? Biết chẳng em buồn. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình. Sao giờ theo cánh chim trời đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tim đau môi hôn đã xa, đã trao hôm nào. Mưa buồn như xóa đi bước chân mình qua này, tiếng mưa rơi quặn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Bao giờ quên. Vâng, em ghi đến đúng đoạn này thì em ấn nút dừng. Các bác có thể thấy ngay chất lượng của bản ghi và bản gốc là tương đương, thậm chí chất lượng của bản ghi còn tốt hơn cả bản gốc nữa đấy. Đơn giản bởi vì khi cái tín hiệu tiếng đường bông sen đưa vào cái đầu đĩa này, nó sẽ được chạy qua một loạt những con chip xử lý bên phần DA, và nó sẽ nâng cái độ phân giải của âm thanh lên thêm một bậc nữa. Tức là âm thanh sau khi ghi vào ổ cứng và phát lại sẽ có chất lượng nhỉnh hơn một chút so với bản gốc. Đó mới là đẳng cấp Sony các bác ạ. Thế thì ví dụ chúng ta muốn xóa cái file mà chúng ta vừa mới ghi vào ổ cứng thì làm như thế nào? Giống hệt như những con Sony mà em đã từng up. Chúng ta ấn vào cái nút show, cái nút đối diện với nút menu này, ấn vào đây. Ngay lập tức nó sẽ có một cái menu phụ nó sổ ra. Ở cái dòng đầu tiên đánh vạch trắng ấy là nó hỏi chúng ta có chơi tiếp không. Ngay bên cái chữ bên dưới là xóa, chúng ta di chuyển xuống cái chữ xóa này và ấn OK. Nó sẽ hỏi là ông muốn xóa một cái file này hay là muốn xóa nhiều. Chúng ta chọn OK, tức là xóa một mình cái file này thôi. Nó sẽ hỏi ngay trên màn hình một cái menu phụ là ông có thực sự muốn xóa hay là không. Ở bên tay phải là không đồng ý.
và ở bên tay trái là đồng ý. Chúng ta di chuyển sang chữ đồng ý và ấn OK. Đó, các bác thấy chưa? Trong vòng chưa đến 3 giây, cái file đã bị xóa. Trình tự xóa vô cùng đơn giản. Như vậy là em và các bác chúng ta đã trải qua những cái bản test hết sức là cơ bản trên cái chiếc Sony E500. Còn những cái tính năng rộng mở hơn, ví dụ như là ghi đĩa Blu-ray, ghi đĩa DVD, kết nối USB bên ngoài, những cái thứ đó là người mua phải tự nghiền ngẫm, tự nghiên cứu. Kể cả có gặp khúc mắc gọi cho em cũng không có cách gì để mà trợ giúp về mặt kỹ thuật đâu. Đây là một cái món đồ bắt buộc người chơi phải động não. Còn nếu như không thể động não được thì không nên chơi làm gì cả. Vâng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu và thực sự đủ trình độ để sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.